Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Mỹ và khoan dầu nuôi đảng. Đã bắt đầu manh nha vài tin tức vụn vặt về chuyến đi Mỹ của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng có thể diễn ra vào tháng 10 năm 2019, tức trễ khoảng 4 đến 5 tháng so với lịch dự định ban đầu cho chuyến đi này vào đầu năm 2019, một chủ đề chẳng có gì đặc biệt trong con mắt của giới quan chức chính trị, quan sát chính trị và báo chí phương Tây. Theo giáo sư Cả Thayer, một chuyên gia theo dõi chặt chẽ về những biến động chính trị ở Việt Nam và mối quan hệ Việt Nam với các nước, cho biết đã có một đợt vận động hành lang của Bộ Ngoại giao Việt Nam để chuẩn bị được Donald Trump đón tiếp. Tin tức này là có cơ sở bởi vào tháng 5 năm 2019, Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã có một chuyến đi Mỹ khá đặc biệt, không chỉ gặp gỡ giới ngoại giao mà còn có cả giới quốc phòng của Hoa Kỳ. Đó là một chuyến đi được giới quan sát cho là tiền trạm cho Nguyễn Phú Trọng và cũng khiến cho Phạm Bình Minh như được hồi sinh kể từ lần bị thất sủng thấy rõ tại Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10 năm 2017. Trong khi đó cũng lác đác một ít thông tin của giới chuyên gia thân đảng về lịch đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng, lúc đầu là tháng 6 rồi rời qua tháng 7, tháng 8 hoặc những tháng còn lại của năm 2019. Lẽ ra ông Trọng đã đặt chân đến Washington DC vào giữa năm 2019 nếu không xảy ra cú bạo bệnh bất thình lình trong đợt ông ta bất ngờ đi công tác tại xứ Kiên Giang nhà 3X Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 4 năm 2019. Cú bạo bệnh này mà diễn tiến của nó được cho là phức tạp về hệ thần kinh và khiến cho Trọng phải nằm điều trị trong một thời gian khá dài mà không thể tiếp khách hay đi ra nước ngoài. Tuy nhiên, cho đến khi Nguyễn Phú Trọng có vẻ thực sự thoát khỏi mối nguy hiểm chấn thương sọ não và bắt đầu phục hồi cử động tứ chi vào tháng 7 năm 2019, lịch tiếp khách của Tổng thống Trump lại dường như không còn chỗ trống để đón Trọng. Vào khoảng thời gian đó, Trump còn bận rộn với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tăng tốc cùng kế hoạch sơ thảo cho chiến dịch tái tranh cử chức vụ Tổng thống nhiệm kỳ tới. Vấn đề còn lại là phải do một nguyên cớ thật sự đặc biệt hoặc nêu ra từ phía Việt Nam chứ không phải là nguyên do vụn vặt thì Trung mới có thể xếp lịch tiếp Trọng theo đúng nghi thức đón tiếp một nguyên thủ quốc gia và với điều kiện được làm việc với Mỹ, Việt phải đi vào thực chất chứ không chỉ qua loa xã giao theo não trạng, mình phải như thế nào người ta mới tiếp như thế chứ. Nhưng dù sao, tín hiệu đầu tiên cho cuộc gặp Nguyễn Phú Trọng đã được phát ra bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan. Điểm khác biệt lớn nhất giữa lần dự kiến đi Mỹ vào giữa năm 2019 của Nguyễn Phú Trọng là lần dự kiến thứ hai vào tháng 10 cùng năm là hội chứng tàu Trung Cộng. Trước tháng 5 năm 2019 và trong lúc Nguyễn Phú Trọng còn phải nằm giường điều trị và chưa có vụ tàu Trung Cộng gây hấn ở khu vực bãi Tư Chính, vấn đề quan hệ Việt-Mỹ có cần thiết được đẩy lên tầm đối tác chiến lược hay không cũng bởi thế không quá khẩn thiết đối với Trọng và giới chóc bu Đảng Cộng sản Việt Nam, dù trước đó đã liên tiếp xảy ra hai vụ Trung Cộng gây hấn đều ở bãi Tư Chính vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018. Trong lần dự kiến đầu tiên đi Mỹ, nhiều khả năng Nguyễn Phú Trọng muốn tập trung đàm phán với Mỹ về việc làm thế nào để Mỹ chấp nhận cho Việt Nam có được quy chế kinh tế thị trường tự do mà do đó Việt Nam có thể nhận được những ưu đãi hơn về vốn vay ODA, cùng thúc đẩy đà tăng ra giá trị xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Mỹ, đồng thời thuyết phục Trump về việc kinh tế Việt Nam không đến nỗi quá nguy hiểm cho nước Mỹ, để Mỹ không cần phải dựng đứng hàng rào thuế quan đối với hàng hóa Việt xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Đã rõ là trong nửa đầu năm 2019, giới chóc bu Việt Nam vẫn đu dây Trung Cộng và tái diễn thói ướn ẹo với người Mỹ. Nhưng kể từ đầu tháng 6 năm 2019, thế cục đã biến hẳn. Trung Cộng bắt
đầu điều tàu phá rối ở mỏ Lan Đỏ, nơi được liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN với Tập đoàn Dầu khí Rosneft của Nga. Sang đầu tháng 7 thì vụ gây hấn này đã lan sang bãi Tư Chính, đặc biệt xoáy vào mỏ cá Rồng Đỏ liên doanh PVN với hãng dầu khí Repsol của Tây Ban Nha. Đến lúc đó, tương quan lực lượng cùng cán cân đàm phán Việt-Mỹ đang nghiêng hẳn về phía Mỹ, xét trên phương diện ai cần ai hơn. Từ cuối tháng 7 năm 2019, Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên lên tiếng ủng hộ Việt Nam dù chỉ là gián tiếp chống lại thói bắt nạt của Trung Cộng trên Biển Đông. Và cho tới nay, Mỹ vẫn là quốc gia gần như duy nhất dám nhắc đến cái tên Trung Cộng với cảm giác lên án chứ không phải bằng những từ ngữ xã giao né tránh như cách mà Liên minh châu Âu, EU và các nước Anh, Pháp, Đức, Úc bày tỏ. Không chỉ Bộ Ngoại giao mà cả Bộ Quốc phòng và Cố vấn An ninh của Hoa Kỳ đã cùng lên tiếng về chủ đề này không chỉ một lần. Cùng lúc, hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan được Mỹ điều đến Biển Đông để tuần tra và về thực chất là án ngữ ở cửa vùng biển mà rất có thể xảy ra một cuộc xung đột vũ trang bắt nguồn từ đồng chí tốt Trung Cộng với Việt Nam. Bài toán đặt ra với Nguyễn Phú Trọng hiện thời là trong khi ông ta vẫn tuyệt đối cấm khẩu về vụ tàu Hải Dương và giới quan chức cấp dưới của ông ta cũng sao y bản chính, Trọng làm sao phải gấp rút thời gian để lôi kéo được người Mỹ tham gia bảo vệ không chỉ vùng biển mà cả vùng trời của Việt Nam ở Biển Đông. Hệt như theo cái cách vung tay đầy dũng khí của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc Việt Nam không chỉ tôn trọng tự do hàng hải mà tôn trọng cả tự do hàng không. Nếu hành động đó được triển khai có hiệu quả thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ yên tâm khai thác dầu khí cùng với đối tác liên doanh mà không còn quá sợ hãi bị Trung Cộng bắt nạt. Còn Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng có thể tỏ ra can đảm hơn đôi chút chứ không đến nỗi bị dân chửi, ngư dân bám biển, hải quân bám bờ và chưa đánh chắc gì đã đái cả giặc quân. Và làm sao đạt được quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ càng sớm càng tốt hoặc ít ra cũng thủ được một bản ghi nhớ với Mỹ về chủ đề này để bảo đảm rằng quốc gia đối trọng duy nhất với Trung Quốc ở Biển Đông sẽ hỗ trợ chế độ Cộng sản Việt Nam khai thác dầu khí. Hôm 10 tháng 9, giáo sư Kạ Thayer, nhà quan sát từ Úc, thừa nhận với phóng viên rằng ông không có thông tin để đánh giá có phải tập đoàn Mỹ ExxonMobil muốn bán cổ phần trong dự án Cá Voi Xanh. Cây bút người Việt nổi tiếng Huy Đức hôm 9 tháng 9 đăng status trên Facebook ExxonMobil US bỏ cuộc trước sức ép của tập các siêu cường đều bỏ mặc. UKBP 2007, Nga 16, TBN 2018 quay chụp về đâu? Trên trang Facebook chính thức của ExxonMobil Việt Nam, người quản trị trang này viết trong một comment ngày 9 tháng 9: ExxonMobil Việt Nam xin chào và cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến dự án Cá Voi Xanh. Hiện chúng tôi vẫn đang triển khai dự án Cá Voi Xanh và sẽ không đưa ra ý kiến đối với những nguồn tin không chính thống. Trong khi đó, theo ông Kạ Thayer trả lời phóng viên hôm 10 tháng 9 năm 2019 qua điện thư, một quan chức Việt Nam cho ông hay hôm 13 tháng 8 rằng sau vụ Tư Chính, Rosneft sẽ đến lượt dự án Cá Voi Xanh Blue Whale bị Trung Quốc để ý đến. Rất có khả năng Trung Cộng sẽ theo đuổi chính sách hai mũi, họ sẽ gây sức ép với Việt Nam bằng cách quấy nhiễu các dự án khai thác dầu khí của Rosneft Việt Nam ở lô 06 trên 01 và họ cũng sẽ gây sức ép để Việt Nam bắt đầu thảo luận để khai thác chung với Trung Cộng. Nếu không thỏa mãn với tiến độ đó, Trung Cộng sẽ gây ra các vụ khiêu khích ở những lô dầu của ExxonMobil ở mỏ Cá Voi Xanh nhằm gần đường chín đoạn. Một nguồn tin gần với giới khai thác dầu khí ở Biển Đông cho phóng viên hay hôm 10 tháng 9 rằng người này mới chỉ nghe dự án Cá Voi Xanh đang tiếp tục được triển khai bình thường. Hôm 9 tháng 9, trang zing.vn đưa tin Phó Bí thư Đảng ủy PVN Nguyễn Xuân Cảnh cho biết một số dự án dầu khí như Cá Voi Xanh, Lô B vì vướng cơ chế mà chậm trễ, từ đó hiệu quả dự án không còn như trước.
Dự án dầu khí cá voi xanh được ông Nguyễn Xuân Cảnh nhắc đến tại hội nghị Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương ngày 9 tháng 9. Các dự án như cá voi xanh, lô B như lô mới, lô B như nồi cơm của PVN, nồi cơm của tăng trưởng GDP và thu ngân sách, nhưng vướng cơ chế nọ, cơ chế kia nên bị chậm trễ hết rồi, ông Cảnh nói. Được biết, các việc bán nhượng cổ phần của các tập đoàn dầu khí quốc gia đều diễn ra trong thời gian dài đi kèm với việc tìm bên mua mới. Ngoài ra, việc đặt di chuyển các giàn khoan đều cần thông báo hàng hải quốc tế công bố công khai nhiều tuần trước khi xảy ra. Do đó, việc một dự án lớn rút khỏi vùng biển của Việt Nam hay nước nào khác đều không thể xảy ra tức thời như một số dự đoán trên mạng xã hội tiếng Việt. Trung Cộng gây sức ép với Việt Nam và đối tác nước ngoài khai thác dầu khí ở Biển Đông không phải là mới. Hồi tháng 6 năm 2017, trả lời phóng viên ông Bill Hayton, tác giả cuốn Biển Đông, cuộc đấu tranh quyền lực ở châu Á 2014, hiện ở Anh Quốc, nhận định Trung Quốc quan ngại về hai dự án khai thác ngoài khơi cụ thể của Việt Nam, đó là dự án mỏ cá voi xanh của ExxonMobil trong lô 118 của ngoài khơi Đà Nẵng và dự án cá rồng đỏ ở lô 13603 hợp tác với Talisman. Vào thời điểm đó, ông Hayton cho rằng Trung Cộng không sẵn sàng gây đối đầu vào thời điểm hiện nay vì sắp diễn ra đại hội đảng tại Bắc Kinh cuối năm 2017. Ngoài ra, các căn cứ đảo nhân tạo của Trung Cộng vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để tạo sự hỗ trợ cho các hoạt động sâu về phía Việt Nam ở trên Biển Đông. Còn nay, các công ty này đều đã hoàn tất gần đây nhất. Tàu Hải Dương Địa chất 8 đã dùng căn cứ ở các đảo nhân tạo ở Trường Sa để tiếp liệu trước khi quay lại bãi thủy chính. Từ tháng 4 năm 2019 đã bắt đầu khởi động vài tín hiệu cho triển vọng đối tác chiến lược Việt-Mỹ. Đó là lúc một số quan chức, thứ trưởng của Mỹ và Việt Nam đã tổ chức hội thảo mang tên Việt-Mỹ hướng đến hợp tác chiến lược tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS ở thủ đô Washington. Có thể xem hội thảo trên là một trong hiếm hoi hoặc là lần đầu tiên hai bên bàn về chủ đề không còn là chuyện giỡn chơi hay trả treo mặc cả này. Đối với chính thể Việt Nam, bây giờ không còn là lúc ngả ngớn, óng nghẹo đu dây giữa Mỹ và Trung Cộng nữa, mà Hà Nội đang bị đồng chí bốn tốt ép bật ra khỏi những giếng dầu ở Biển Đông, khiến cho ngân sách vốn đang kiệt quệ tồi tệ càng ngày càng nguy khốn hơn. Kể từ năm 1975, chưa bao giờ Mỹ và Việt Nam lại sát với nhau với quan hệ đối tác chiến lược như vào lúc này. Đặc biệt, từ thời điểm mùa xuân năm 2019, lúc mà giới chức vụ Cộng sản Việt Nam đã chuyển từ sáo ngữ cửa miệng lợi ích tương đồng với Bắc Kinh sang một chiến dịch tố cáo giặc Trung Cộng xâm lược trên biên giới phía Bắc năm 1979 và tiến đến những gì cần có để có một liên minh quân sự Việt-Mỹ trong tương lai gần có thể đánh bật Trung Cộng ra khỏi Biển Đông. Nếu chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng diễn ra vào tháng 10 năm 2019 và nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, sau cuộc gặp của Trầm Trọng tại Washington sẽ hiện ra một văn bản được ký giữa hai bên như kiểu hợp ước tương trợ quốc phòng mà Mỹ đã ký với Philippines, hoặc ít ra cũng là một bản ghi nhớ về việc sẽ tiến hành chuyện đó trên nền tảng chuẩn bị cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Mỹ-Việt Nam. Khi đó, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn hồn để vừa tiến vừa run vào các mỏ dầu lan đỏ, cá rồng đỏ ở bãi Tư Chính và cả mỏ cá voi xanh ở vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, nơi có trữ lượng đến 150 tỷ mét khối và hứa hẹn mang về đến 60 tỷ đô la bằng số thu nguyên một năm của nền ngân sách bóp họng dân chúng để nuôi đội ngũ con đảng con tiền và con đảng con mình. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi hoàn thiện chương trình một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin của chúng tôi lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký
để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.